Xin chào anh em, hôm nay thì mình lại chia sẻ đến anh em về chiếc xe Suzuki Acelo 125 mà mình đã sử dụng trong khoảng 3 tháng. Chiếc xe này nhìn rất là đơn giản, nhưng những anh em nào đã trải nghiệm thì sẽ cảm thấy thích thú về cái khả năng vận hành của nó. Chia sẻ với anh em là chiếc xe này khó có chiếc xe số phổ thông nào có cái cảm giác lái tốt đến như vậy. Cái việc này mình không phải là nói gọi là tâng bốc chiếc xe này lên, mà sự thật là như vậy. Bởi vì khi mà trải nghiệm các loại xe máy thì mình trải nghiệm khá là nhiều rồi, và cho một cái cảm giác nó cực kỳ tốt. Khi mà anh em chạy tốc độ 50, 60 thì cảm giác chiếc xe này nó rất là êm. Anh em cảm giác nó đi như xe điện luôn. Để mà sử dụng một chiếc xe như thế này, để anh em mà đi phượt đường dài hoặc là anh em chạy những cái tuyến đường mà nó đường gồ ghề cũng vẫn khá là hay, hoặc là đường cao tốc cũng vẫn là ok. Cao tốc thì xe máy không được đi vào rồi, nhưng mà cũng có những cái đường quốc lộ nó rất là phẳng thì đi chiếc xe này, mặc dù cái tốc độ của nó không được cao, nhưng về cái độ êm ái của chiếc xe này mình cho và đánh giá cái chiếc xe này nó điểm khá là cao đấy anh em. Cái nhược điểm của chiếc xe này là cái rĩa sau nó hơi bé, nó không có cái gia tốc của nó tốt, nên là con xe này được cái nước hậu rất là hay. Anh em là muốn bốc thì có thể độ lại cái tỷ số truyền của nhông sên rĩa đó, thì anh em chia sẻ là như vậy. Còn cái bộ máy của chiếc xe này thì khá là chất đó, thì anh em cùng soi vào đây thì anh em có thể thấy là cái lọc dầu của nó là để lộ liễu là bên ngoài. Và cái điều này thì có lẽ rằng là rất là khó anh em có thể thấy được là cái lọc dầu của một chiếc xe máy nó lại để lộ liễu ra bên ngoài như thế này. Đây là một cái thiết kế riêng của Su, và đặc biệt là chiếc xe Suzuki Acelo này. Chiếc xe này nhìn nó rất đơn giản thôi, nó không có cái gì gọi là nó mẫu mã nó đẹp, nhưng như những cái chiếc xe Yamaha hay là chiếc xe Honda, nhưng nó lại có cái độ chất. Đó, anh em nhìn vào cái thắng đĩa này, hai piston của Nissin. Cái chiếc xe này thì mình đã lên cái lốp không xăm anh em nhé, lên lốp không xăm, nên là đi vận hành ở tốc độ 8-90 thì nó rất là yên tâm. Bởi khi những cái lốp không xăm thì anh em có vận hành, nếu như bị đinh ăn thì nó không xì hơi nhanh chóng như những cái chiếc xe có xăm. Đây, thiết kế rất là đơn giản. Ở đây một cái logo Suzuki. Cái dàn nhựa của chiếc xe này khá là chắc. Và khi mà mình trải nghiệm cầm lái lên chiếc xe này, cái tay lái của chiếc xe này nó có cái độ rộng rất là tuyệt vời. Khi mà anh em cầm lái chiếc xe Suzuki này so với chiếc xe Jupiter hoặc là một số chiếc xe khác, sẽ không có cái độ rộng tốt bằng chiếc Suzuki Acelo này. Có một cái điểm mà chiếc xe này nó còn hạn chế, đó chính là cái gác chân này. Đây, cái gác chân này thì thiết kế gần như kiểu đờ lem ngày xưa này. Đấy, thì nó sẽ người ngồi sau sẽ rung chân hơn một chút. Đấy, còn về cái đằng trước này, cái bộ số của nó cực kỳ mượt. Và chiếc xe này có hệ thống cân bằng động cơ, nên là khi anh em chạy lên tốc độ 80 thì cái chân của anh em để ở chỗ phía trước nó không hề có chấn động nhiều, đi rất là sướng. Tiếp vào đó thì chia sẻ anh em là chiếc xe này có một cái yên rất là tuyệt vời. Mình phải nói là tuyệt vời, bởi vì hiện tại khó có chiếc xe nào mà có cái yên nó êm đến vậy. Đây là yên nguyên bản của Acelo anh em nhé.